Chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 19 tây tháng 6 năm 2020. Đây là tin tức của đài Mỹ, đài CBS, Morning News, NBC News, ABC News. Mình tên E Nguyễn, mình sẽ dịch cho mọi người nghe tin tức trực tiếp từ đài Mỹ. Họ nói cái gì thì dịch cái đó ha. Court ruling blocking the Trump administration's effort to end DACA, the Obama-era program that's protected 800,000 young so-called Dreamers from being deported. Speaking out. Yeah, ngày hôm nay thì họ cũng biểu tình. Họ nói về cái chuyện mà Decker... về những cái phim mà cái program của phim mà cho mấy đứa nhỏ này kia đó như thế nào và ngày hôm nay cũng ông cảnh sát mà uh, chung với cái người cảnh sát mà bắn chết anh Brooks ở uh, ngay cái chỗ quán ăn uh, Wendy Thì họ sẽ báo thêm cho mình biết về chuyện này. Both to then... hai người à, cảnh sát này đã tự lên đầu thú tại ngày hôm qua chính quyền của Mỹ họ kêu hai người này lên à, giống như à, đầu thú mình bị cái gì gì đó lên để cho chính phủ bắt nếu không thì họ cũng đưa lính xuống bắt thôi thì ngày hôm qua hai người này đã lên à, bị bắt một người thì bị bắt ở tù không có được à, beo còn một người khác thì được beo à, bảo lãnh ra ngoài đó. In the new video, Rayshard Brooks in his own words. Arizona, Florida setting new records for COVID cases. Và yeah, hiện tại ngày hôm nay ở bên Florida là cái số người bị nhiễm coronavirus bên đó nhiều. California reporting a spike. The governor's new order on wearing masks there. Inside the hospital COVID unit in New York, the one-time epicenter, how they're bracing for a possible second wave. New fallout. Và yeah, họ nói hiện tại như bây giờ có nhiều chỗ trên nước Mỹ họ đang ready for the wave. John Bolton's book, Bolton saying his old boss isn't fit for office. The president's furious reaction and his controversial new comments about Juneteenth. Và cũng ngày hôm nay là họ cũng có nhiều cái tranh cãi nói về chuyện ông tổng thống Donald Trump sắp sửa đi qua bên Oklahoma cái rally của ông và về cái ngày cho bằng June tháng 6 ngày 19 tây. what he said that's raising eyebrows ahead of his rally in Tulsa his supporters lined up as health officials now mọi người nhìn thấy uh, supporter những người ủng hộ ông Tổng thống Donald Trump line up rất là nhiều để uh, sử cho ngày mai sẽ vô gặp ông Trump này kia. the event could become a super spreader for covid the massive lines hundreds waiting hours for unemployment benefits and the end of an era for an american political dynasty Ok, đó là của tất cả của đài sẽ nói cho anh biết về à, những cái chuyện này ha. Hold on nha, đợi họ quảng cáo một chút xíu à, sẽ trả lời. Hold on, Will. À, trong lúc họ quảng cáo để Andy à, coi có ai hỏi ở tiểu bang nào thì đi ghi xuống nha. Hold on. À, Linda Lee viết xuống hai đi chào buổi sáng nha. À, Jenny Nguyễn viết xuống hai Andy have a great weekend cho Andy một like nè à, cảm ơn uh, Jenny nhà nguyên nguyên viết xuống vậy mà có nhiều người không <laughs> cháu heo ăn uh, I see à, uh, Kim à, uh, viết xuống hai Andy xin cho biết mình nên tin vào đài nào ở Mỹ đài nào cho tin tức trung thực nhất Thank chiều cho anh một like em uh, cũng không biết nữa thường là À, của đài CBS là một trong những cái đài mà cụ của Mỹ à, nói về à, đài Mỹ có nhiều đài mỗi đài nói theo kiểu khác nhau đó à, giống như CBS à, họ báo cho mọi người biết những tin tức chuyện xảy ra mỗi ngày à, không có nó báo gì chính trị nhiều đài NBC cũng vậy báo về tin tức à, cho mọi người biết mà đài CBS cũng là một trong những cái đài mà có từ thời đời nào tới giờ rồi đài NBC cũng vậy đài ABC cũng vậy có lâu rồi Tại Fox News thì nó còn mới đây sau này nói chung là khoảng vài chục năm gì đó Còn mấy cái đài kia nó có lâu rồi thì à, nó là như vậy Cho nên à, mình cũng biết nữa tùy theo thôi Ở đây là Andy dịch của đài CBS, à, NBC News, ABC News à, Tại những đài này nó không có nói gì chính trị này kia nhiều Cho nên mình mới dịch được của những đài này à, Channel của Andy là không có nói về chính trị À, cho nên uh, em thì tránh những cái đài mà nói chính trị nhiều giống như đài CNN nói về chính trị nhiều lắm, đài Fox cũng nói về chính trị nhiều cho nên uh, ai ở Mỹ cũng biết mà mấy cái hai, hai cái đài đó nói vậy. Uh, còn mấy cái đài giống như uh, uh, CBS, NBC News, uh, ABC News đó là họ ít nói về chính trị hơn mấy cái đài kia. So I don't know, it all depends, whatever you like. thích đài nào thì coi đài đó thôi mà mình coi nhiều khi coi một đài á, thì cũng không có chắc cho lắm mình coi hai ba đài đó thì mình mới nhìn lại coi đài nào nó nói như thế nào như thế nào à, giống như có nhiều người cũng nói Andy sau mà thấy đài, à, đài ABC họ nói một cái số người bị nhiễm coronavirus khác rồi đài à, NBC họ nói số người nhiễm khác nó vậy giống như là khi Andy báo cho mọi người biết cái gì vào buổi sáng mấy giờ đó thì cái đài đó họ nói vậy nhưng mà trong vòng một hai giờ khác là nó trở thành khác rồi đây là cái live trực tiếp của đài thì nó run on giống mỗi ngày nó update giống như trong lúc mà Andy trả lời cho mọi người coro by sở tiểu bang đó uh, nhiều người hỏi sao mà buổi sáng tôi coi nói là Andy nói cái số người nó thấp như vậy mà tới chút chiều lại là nó cao là tại vì uh, nó cao là chiều nó cao khi đài Mỹ họ báo lên nữa là nó update rồi nó update in an hour À, mỗi khi có gì á giống như livestream vậy nó update in a minute luôn đừng nói hour, trong vòng một vài phút là nó update update nhiều lắm tin tức của mỹ nhiều lắm cho nên nó khác nhau nó là vậy nhưng mà mình coi thì mình coi kiếm mấy cái đài nào mà nó tiến tâm một chút giống như cbs nbc news abc news này nọ mình xem thì uh, mình coi mình pick ra cái nào thiệt giả <laughs> vậy I don't know. That's how. That's how I am. Uh, I think. I don't know. Minh Trần dưới xuống, Andy có giọng nói dễ thương Nụ cười thì Dễ ghét <laughs> Tặng một like cho anh nhỉ Hôm nào Andy phải cho bà con thấy mặt nữa nha à, Mọi người luôn ủng hộ Andy Yes, khi nào Andy retire rồi hả tính ha à, Chứ bây giờ chưa retire Lãng quạng là uh, mất job rồi. <laughs> That's all I can do for now Nói vậy nha Thương chi bỏ New York What do you mean? Oh, you want to check coronavirus in New York? Đã so, em thì có thể check là coronavirus thôi so yeah. nha. Còn uh, nếu mà hỏi về cái khác thì em thì không biết nha. Yeah. Có gì thì nói cho biết là check cái gì. Tại đây, đây là của đài mà nếu mà check thì chỉ check cái coronavirus thôi so yeah. ha. I don't know, let me write it down. Uh, có lẽ là hỏi về coronavirus ở New York. à uh, hôm nay là không có check được uh, cặn kẽ, chỉ check được cái số thôi. Nó là vậy. Tina Tinale viết à, xuống anh cho em hỏi Elzona. Elzona Coral right? Andy chỉ uh, có báo được Elzona về Coral mà một hồi lót vô mới biết thôi, bây giờ là chưa biết nha. À, một chút nữa mới lót vô mới biết, lại chút xíu đi ghi xuống này. À, Trúc Trang viết xuống anh ơi, ông tên chị Vũ Trụ Trần Dân còn sống không? I don't know who that is. <laughs> chúc Tang, I don't know who that is Andy không biết người tên đó đâu. I don't know, anh không biết nha. À, nói vậy, chào buổi sáng luôn nha. Nguyên nguyên viết xuống tôi dám chắc à, tương trị vô à, nó không có người thân bên Mỹ. Nó mới có như vậy. À, ok, anh thì không biết nha. À Thanh à, Thảo, Thảo Thanh viết xuống à, chào Andy dễ thương chúc à, À, cuối tuần an lành luôn an lành nha anh giọng đọc dễ thương hì hì <laughs> cho mình hỏi à, uh, uh, dịch Arizona, ok Arizona là thanh thảo nha chút xíu Andy Lock vô sẽ check luôn nha hồ on will pass à, um, nè ok got it à, uh, chiều trương viết xuống Andy ơi cho mình hỏi các tiểu bang đang bị báo động đỏ dịch corona ok chờ chiều trương chút xíu nữa Andy sẽ đọc và uh, uh, check cho biết là chỗ nào nó báo uh, cảnh báo uh, đỏ như thế nào đó corona Andy sẽ báo lúc một chút nữa mới lót vô trong system đó bây giờ lót vô lát lắm nha, chút xíu nữa mới lót vô ở bên đó Hold on Andy ghi xuống đây một hồi Andy sẽ báo cho cái đó biết luôn ha À, Lọc Nguyễn dưới xuống uh, Andy, check uh, uh, New Jersey, thanks, ok, got it, chút xíu nữa mới check được nha, bây giờ chưa có lock vô đâu, bây giờ lock vô sẽ bị lag the whole system cho coi, à, nguyên nguyên uh, xin lỗi Andy nha, oh không có chi nha, no problem OK, back to the news của đài uh, họ báo cho mình biết đài NBC News họ báo cho mình biết như thế nào xảy ra ngày hôm nay. Ở à, đây là họ nói có rất là nhiều uh, đứa trẻ này kia tới nước Mỹ về cái diện mà DECA này kia đó. Tới ngày hôm nay thì uh, họ nói là phải tiếp tục này kia họ biểu tình này kia về cái chuyện này. Và cũng uh, trong tuần này đó, họ cũng uh, nói là về những người gay, những người mà đồng tình luyến ái gì đó. Thì uh, những người đó hiện tại bây giờ là uh, không có được quyền đuổi việc họ ở nơi kia, có nhiều cơ sở họ đuổi này kia đó, nó như vậy. Pete has It's the second surprising ruling this week from a conservative Supreme Court, a big blow to President Trump, and a huge victory for young people in the DACA program.

ổng bắt đầu ổng nói về program mấy đứa trẻ này kia khi mà gia đình tới nước Mỹ này kia như thế nào như thế nào đó à đây là nói về những người dream mà có rất là nhiều đứa trẻ giống như gần 800.000 đứa trẻ gì đó từ bên những cái nước khác giống Mỹ này kia đi qua bên Mỹ đó à, lúc đó thì ông Obama ông support này kia về chuyện này Và được quyền ở lại trên nước Mỹ được quyền đi học rồi được quyền tùm lum ở trên đó thì cái program đó tên là DACA Jobs. President Trump could have shut it down the same way by executive order. Instead, his Justice Department declared it illegal and the Department of Homeland Security ordered it ended và dạ, đây là họ nói tới ngày hôm nay thì về cái chuyện bầu cử là họ đồng ý cho cái này tiếp tục tại vì hồi lúc mà về ông Trump thì ông nói về cái chuyện mà à, vậy thì người ta bầu cử có thể là shut down cái program này nhưng mà ngày hôm nay thì họ cho tiếp tục ha là những đứa trẻ của những cái người mà tị nạn từ ở Trung Nam Mỹ tới đó thì được quyền ở lại sống trên nước Mỹ, được protection, được đi học như cái giống y như người Mỹ thì tới ngày hôm nay thì tiếp tục họ đã đồng ý về chuyện này. Ok, đó là của đài họ báo cho biết nha, đài NBC News họ báo cho mình biết về chuyện này. Còn đây là của đài họ báo cho biết về coronavirus ở trên nước Mỹ sợ bị uh, lây nhiễm nó ra sao ra sao. Hello ok, nha. họ nha, right họ đang right quảng cáo ngay bây giờ. Favor. as health officials grow more concerned. Okay, here we back. Trump campaign rally two days from now in Oklahoma. Dạ, yeah, họ nói về ở bên Oklahoma đó, ông Trump sẽ có cái rally bên Our đó. Sam Brock has more tonight. Tonight it's a tale of two regions. à, đây là họ nói ngày hôm nay thì uh, the tale of two regions ở uh, hai bên khác nhau đó, hai tiểu bang. It's exciting yeah. because I know we all want to get back to to regular life. À, ở bên New York á, thì có nhiều người nói họ rất là exciting à, uh, À, kêu bằng à, bắt đầu trả lời bình thường này kia à, về coronavirus. New York finally getting the all clear to open up outdoor dining. Retake... Ở bên New York thì à, ngay bây giờ á, là họ được à, chính phủ cho đồng ý để mở lại mấy cái tiệm rồi những cái quán ăn này kia ở ngoài đường. We've gone from the worst infection rate in the country to the best infection rate in the country và yeah, đây là ông uh, Me ở bên New York ông thống đốc đó thì ông nói ở bên uh, New York hồi trước là một trong những chỗ bị coronavirus nặng này kia uh, ngay bây giờ đã qua được trường hợp này thì uh, họ trở thành là cái chỗ tốt nhất về coronavirus ngay bây giờ nằm về hướng sao uh, ở trên nước Mỹ là hướng nam đó uh, gần cả ngàn mau ở nằm về hướng sao barrel... uh, là ở bên Florida đó uh, số người bị nhiễm coronavirus càng ngày càng nhiều càng nặng thêm và yeah, dạ, yeah. họ nói cái số người bị nhiễm coronavirus rất là nhiều trong vòng một ngày. À, uh, 3.200 người trở lên bị nhiễm coronavirus ở bên Florida. Và yeah, họ nói hiện tại thì ở bên Southwest of Florida đó, nằm về... Uh, thì hướng Tây Nam ở bên Florida thì bị nhiễm cũng nhiều về coronavirus. Và cũng có nhiều chỗ họ không có đeo khẩu trang này kia đó, cho nên bị nhiễm nhiều. Và hiện tại như bây giờ người ta nói bên Florida là cái chỗ bị trúng coronavirus kế tiếp nặng nhất, giống như New York hồi trước vậy đó. Do you think it's pretty mature for all these people to be going to bars and restaurants? No, not really. I think it was foolish. Đó thì đại hỏi cái ông đó uh, giống như mà ông thấy như thế nào ngay bây giờ nhiều người đi tới những cái uh, restaurant, nhà hàng, quán bar này kia thì ông nói đó là foolish giống như mấy người, uh, người ngu đó đi uh, vô mấy nhà hàng, quán bar này kia ngay bây giờ. Ron says no Đây là ông uh, governor, ông thống đốc ở bên... Uh, Florida thì ông nói là coronavirus không phải là tăng nhiều nhưng mà cái số người test nhiều thấy tăng. New Đây là ở bên New York họ nói là nếu ai mà từ ở bên Florida đi qua bên New York thì phải kêu là tự cách ly 14 ngày mới cho qua bên tiểu bang ở bên đó. Tại nói bên đó giảm tự nhiên Florida qua càng nhiều người bệnh. Đó. Và họ nói khoảng chừng 17% số người bị trúng coronavirus tăng đó uh, trong một tuần. Và ở bên Texas còn bị nặng thêm nữa. Và về Texas thì có 95% số người bị uh, nhiễm coronavirus tăng lên ở bên Texas. Justice uh, Memorial Day. À tính từ ngày lễ Memorial Day tới bây giờ. Ở bên Ohio, số người bị nhiễm coronavirus hiện tại ngay bây giờ đang tăng ở bên đó uh, trong vòng một tháng. The Guard. Ở bên Ohio á uh, thì uh, chính phủ đưa tới vị binh quốc gia để giúp đỡ. While in California, Governor Gavin Newsom just issued a statewide mandate for masks in most indoor and outdoor settings. Ở bên California, ông thống đốc ở bên đó đó, ông báo cho biết là ngay bây giờ đó, ông nói là đưa ra cái lực lại là dù cho indoor, outdoor, đi chơi ngoài đường hay là ở trong shopping không cần biết chỗ nào, phải cần đeo khẩu trang ở bên đó. Và trong cái này thì có một cái something new, một cái hốt, một cái hy vọng uh, về coronavirus. The Mayo Clinic in State reviewed... à, ở bên uh, Michigan reviewed ở chỗ này thì họ test ở uh, mấy cái plasma này kia của người đó về bị coronavirus này kia thì nó có được tốt tiến, tiến. triển. Và yeah, có khoảng chừng hai uh, chục những cái plasma truyền uh, uh, qua người khác đó thì họ nói là khoảng 20 cây rồi uh, được xây được an toàn và yeah, họ hy vọng là cái kiểu như vậy có thể uh, giúp đỡ uh, cứu mạng sống cho người Sam khác đó. Brock, NBC News, Miami. Ok, đó là của đài NBC News họ báo cho mình biết về chuyện này ha. Hold on, will fast. À, đợi chút xíu nha để uh, cho đài họ quảng cáo một cái rồi trở lại. À, đợi chút xíu nha. Ok trong lúc đài quảng cáo thì em uh, đi uh, check coi uh, anh em viết cái gì nha, Đúng thôi nhiều quá thì uh, đọc không có hết á. Anh Nguyễn viết xuống em đang xin uh, PUA uh, thì uh, xin thêm EIDL có ảnh hưởng gì không? Ồ em thì không biết nha. I have no idea about all this stuff. Mấy cái này đó, em uh, đi uh, nói thiệt với anh Nguyễn nha, phải hỏi những người chuyên môn đó, đừng có hỏi những người trên YouTube này kia phải hỏi người chuyên môn đi còn uh, mấy cái người trên làm YouTube này nọ họ chỉ làm YouTube thôi họ giống như nói đủ tụ thôi cho nên không có chắc đâu phải hỏi người chuyên môn á đông depend on cái kiểu mà những người YouTube nói kiểu này kiểu kia đồng depend on còn đây là của đài CBS This Morning News NBC News ABC News thì họ không có nói gì chuyện này, Andy chỉ dịch của đài thôi Cho nên những gì họ nói thì Andy uh, dịch lời cho mọi người nghe vậy còn ngoài ra chuyện đó thì Andy không có ý kiến vô những cái program giống như vậy vậy. Ok. Uh, back thư của đài NBC News họ báo cho mình biết về chuyện xảy ra những nhà thương ở trên nước Mỹ tới ngày hôm nay như thế nào. Và dạ, đây là họ chiếu cho mình xem bên trong cái nhà thương, chúng ta có thể học hỏi biết thêm về cái chuyện coronavirus tiến uh, triển như thế nào kế tiếp Inside Lenox Hill Hospital in Manhattan. Ở đây là ở trong nhà thương ở bên Manhattan, New York đó. Fight against the coronavirus has changed drastically. Ở đây thì nhà thương thay đổi này kia về cách mà chống lại coronavirus này <laughs> kia. <laughs>

và họ nói có nhiều lúc mà bị nặng đó trong lúc trước đó thì uh, giống như xung quanh chỗ này ngay khu đây thôi có mấy trăm người đó bị trúng corona hiện tại ngày hôm nay thì ở khu chỗ này chỉ có 6 người bệnh nằm ở chỗ này thôi year, with... hiện tại ngay bây giờ thì họ đang sửa soạn coi uh, bị cái second wave bị corona kế tiếp đó, uh, vào cuối năm nay And now they can... hoặc là nó chưa bằng flu season cái mùa mà cho bệnh cảm cúm đó, sắp tới và yeah, họ nói giống như ngay bây giờ đó cái test này kia vẫn tiếp tục nhưng mà họ đang thiếu thiếu cái chemical cái loại mà để mà check về test của Roche thiếu về cái đó À cái đó là hiện tại bây giờ đang làm ở nước ngoài không có ở Mỹ. Still, um, you know, measures, but... Yeah, họ nói uh, giống như về coronavirus này kia thì họ không có control được này kia như vậy như vậy, như vậy. nhưng mà có một cái bị thì uh... Ở chỗ nhà thương này cũng vẫn còn người bị đó. Và makeshift... yeah, họ nói giống như họ sửa soạn này kia để giúp đỡ cho cái cái tiếp này kia được tới đâu thì hay tới đó. <laughs> Và got... yeah, chỗ đó là mọi người nhìn thấy hồi trước họ có để nguyên cái xe van phía ngoài để người có chết thì đem ra xe van kiểu như vậy. Sick. À, xe 18 bánh không phải xe nha, xe 18 bánh mà đông lạnh. Tất cả mọi người ở đây đều nhớ tới cái ngày tháng 3, ngày 7 Tây là cái ngày đầu tiên người bị trúng coronavirus đưa vô chỗ này thì càng ngày càng nhiều đó. Sau khi đó thì số người vô coronavirus ở đây nhiều, nhiều, nhiều thêm nữa. Dr. Linda Kirchenbaum is an experienced critical care physician. Even for her, the onslaught was shocking đây là bà doctor này bà nói bà làm ở đây giống như bà có kinh nghiệm cũng lâu rồi và bà chưa từng thấy số người bị nhiễm coronavirus nhiều như vậy giống như uh, liên tục xảy ra ở ngay nhà thương chỗ này. Ok tới ngày hôm nay thì New York được uh, better nha uh, better về uh, coronavirus này kia hold on will fast còn đây là của đài họ chiếu cho mình xem uh, hiện tại ngay bây giờ đó ở trên nước Mỹ uh, về cái uh, chuyện biểu tình hiện tại như bây giờ trên nước Mỹ. Đây là cái live trực tiếp biểu tình trên nước Mỹ của cái ngày lễ tháng 6 ngày 19 đây. Đây là cái ngày lễ mà họ kêu bằng uh, kỷ niệm chấm dứt uh, chế độ nô lệ ở trên nước Mỹ. Đây là biểu tình vòng quanh nước Mỹ nha. Đây là biểu tình họ biểu tình nói cho biết là cái ngày lễ này như thế nào của trên nước Mỹ. Đây là live trực tiếp của đài NBC họ báo cho biết. Mọi người đang xem đây là cái biểu tình ở bên Atlanta Georgia, họ đi họ biểu tình ở trên nước Mỹ nhiều chỗ lắm, à, à, biểu tình như vậy vào buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày tháng 6, ngày 19 Tây ha, là cũng là cái ngày lễ mà kỷ niệm của nô lệ ở trên nước Mỹ hồi xưa. Thì à, cái chuyện này xảy ra là chấm dứt nô lệ đã 155 năm về trước rồi. Tới ngày bây giờ thì à, mỗi năm vào tháng 6 ngày 19 đây ở trên nước Mỹ à, tổ chức cái lễ này và họ nói à, cho biết là à, kế tiếp nữa thì à, à, chính phủ đang xét coi cái ngày này có tính vô cái ngày mà holiday của Mỹ hay không đó, cái ngày lễ lớn của Mỹ đó. Mọi người đang xem đây là màn ảnh của đài họ chiếu cho mình xem ở bên Georgia Atlanta, à, họ có cái à, biểu tình vào buổi sáng hôm nay như vậy ha. OK, trong lúc mọi người vừa xem trực tiếp như vậy thì Andy check coi uh, mọi người nào viết cái gì ở hỏi ở tiểu bang nào để Andy ghi xuống nhà John Trang hỏi ở Chicago Indiana. OK, hôm nay là cái system kia xin nói là một lần nữa là Andy không có lót vô system mà uh, uh, giống như hỏng rài mà check uh, tùy chi tiết được. Hôm nay chỉ báo cho mọi người biết là chỗ nào ở trên nước Mỹ bị uh, coronavirus tăng rồi số như thế nào thôi vậy thôi đó. À, tôi EV Nam viết xuống chúc Andy và mọi người khỏe mạnh, ăn vui chào buổi sáng nha. À, Thanh Thanh viết xuống good morning chào buổi sáng luôn ha. Cường Nguyễn viết xuống Andy ơi, nước Mỹ vẫn còn còn bị dịch 19 chưa hết sao? Âu em chưa cho du lịch đến nước Mỹ sao em? À, nói thật ra Andy không biết có cho du lịch tới nước Mỹ hay không thì không biết nhưng mà vai ở trên nước Mỹ hiện tại ngay bây giờ vẫn còn và ngay bây giờ nó đang tăng á, nó không có giảm nha. Vẫn còn coronavirus và vẫn tăng về coronavirus ở trên nước Mỹ, không có giảm gì hết á. Có một vài tiểu bang là nó giảm, nhưng mà ngay bây giờ họ nói là 20 mấy tiểu bang ở trên nước Mỹ, 22 tiểu bang vào buổi sáng ngày hôm nay họ báo cho biết là tăng lên. Rồi chưa kể là có mười mấy tiểu bang là cộng số người chết thêm nhiều nữa. So a lot of things happen in US right now. Uh, Kim viết xuống uh, Xin cho biết Ohio ra sao hôm nay thanks Thank you Ok Kim uh, một hồi là Andy lock your system Sẽ báo luôn cho biết nha Ngay bây giờ Andy đang ghi xuống đây Ok I got it Mọi người đang xem đó là của đài nha Họ chiếu cho mình xem về chuyện biểu tình Hiện tại ngay bây giờ vào buổi sáng ngày hôm nay Trên nước Mỹ Uh, có nhiều tiểu bang khác nhau họ, họ biểu tình để kỷ niệm cái ngày tháng 6, yeah, ngày 19 tây so we'll And if folks, if you want to uh, reposition yourself, this is actually a good position for you. But if you want to move, we just wanted to give people an opportunity to move. Thank you. Hey, thank you all for being here too, by the way. God bless you. Thank you. Ok, đó là của Đài Họ báo cho biết nha. Nhiều uh, phải nói uh, cho biết luôn là nhiều tiểu bang trên nước Mỹ biểu tình lắm chứ không phải một hai chỗ nha. Đây là họ chiếu cho mình xem em, ở uh, tiểu bang khác nữa nè. Uh, họ biểu tình, đây là biểu tình kỷ niệm cái ngày uh, tháng 6 ngày 19 tây trên nước Mỹ vào buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ 6 ngày 19 tây tháng 6 2020 thì uh, mỗi năm nó là vậy. Ở đây là nằm ở bên Hình à, nhiều tiểu bang họ giết khác nhau đó à, Lily giết xuống Ở Washington Street Andy Oh uh, no This is uh, uh, Georgia Rồi sau khi đó hồi nãy họ cũng có chiếu qua Ở Dallas nữa à, Update lên tùm lum ta là chỗ khác nhau đó Đó là hiện tại Mọi người thấy live trực tiếp Hôm nay buổi thứ sáu người ta đông người như vậy đó Người ta đi ra ngoài park này kia đó Ngay chỗ biểu tình này kia đông vậy đó Tại vì đây là cái ngày lễ mà cái lễ chấm dứt nô lệ của uh, hồi xưa đó, 155 năm về trước rồi nha. Thì uh, mỗi năm đều họ tổ chức như vậy, nhưng mà năm nay thì họ tổ chức uh, rầm rộ hơn. Uh, rồi uh, đây là nô lệ mà hồi xưa Mỹ Đen bị uh, nô lệ đó, thì uh, đã được uh, kêu bằng ngày chấm dứt nô lệ uh, của Mỹ Đen ở trên nước Mỹ. Thì uh, họ mỗi năm họ tổ chức như vậy. Hồi nãy có chỗ thì họ chiếu cho mình xem là người ta đi như kiến vậy đó, đầy đường luôn, wow, this is a lot of people to look at that, à, bên ta phải kìa, đồng nghẹt hết trơn đó. Cũng xin nhắc lời luôn là đây là của tụi uh, uh, đài MBC, họ báo cho mình biết như thế nào xảy ra nha. Đây là của đài NBC News họ báo cho mình biết. Đây là dọc ở trên đường đó, đây là nằm ở bên Atlanta Georgia nha. Xin nhắc lại đây là ở bên Atlanta Georgia ở ngay chỗ này là gần chỗ Dow thì người ta biểu tình như vậy nhưng mà không phải riêng ở bên Atlanta Georgia mà nhiều tiểu bang trên nước Mỹ giống như hồi sớm họ có chiếu sơ qua cũng chúng ở Dallas nữa Dallas thì cũng có biểu tình nhưng mà họ đang đọc cái gì đó thì họ đang chiếu qua bên Atlanta lên ngay chỗ này là có chỗ sân vận động Olympic này kia đó. À thì họ lại đây họ biểu tình để mà nói về cái chuyện xảy ra 155 năm về trước à để à, cái ngày mà chấm dứt à, play à, nô lệ à, vào lúc đó. Cái này không phải là biểu tình à, về à, anh chốt nữa nha. à Black Lives Matter, đây là biểu tình về cái chuyện à nhưng mà một trăm năm mươi lăm năm về trước nó vậy có nhiều lúc đó nhiều người nói sao mà ở mỹ nó hay biểu tình quá thì cái đó nói thiệt thì cái gì ở mỹ này mà họ không đồng ý với nhau đó thì họ đem ra họ biểu tình nhiều lắm thì theo khu nữa cứ, Nói vậy giống như gì, gì không đồng ý thì có quyền quyền biểu tình để nói lên những gì mình muốn nói à, cái email mình uh, của Mỹ mà họ hay uh, có cái lực lệ nói là you have the right to speak có quyền nói những gì mình không thích này kia cái gì của chính phủ không thích bất cứ gì đó mình nói ra mà cái này là cái lễ lớn của người da đen về uh, tháng uh, 6 ngày 19 tây uh, mỗi năm đó thì uh, họ có điều biểu tình mà năm nay trở thành vậy cũng đông lắm ha chứ không phải là ít đâu ở lên chờ nha đây là ngay đau của lên tà đó oh, sẵn đây mình nói luôn ha cái <laughs> okay, um, ngay bây giờ đó thì Andy đi có post trên Facebook, trên Twitter, trên Instagram này kia đó. Ai muốn xe uh, livestream trực tiếp Vậy trên uh, những chỗ đó thì mọi người có thể xe nha trên Facebook Andy đi cũng post trên đó rồi. Uh, rồi uh, Twitter rồi YouTube này kia hết rồi đó. Đây rồi, lúc ta, người ta đang đi dọc xuống, đây là họ đi dọc qua cái chỗ mà Capital đó để mà họ giống như uh, đi biểu tình, à, nói cho mọi người biết về cái chuyện này. À, cũng nói luôn là ngay bây giờ là chính phủ họ đang uh, coi coi uh, như thế nào có đưa cái ngày này tính ra là cái ngày holiday của nước Mỹ hay không giống như ngày nghỉ này kia đó ở Mỹ thì nó có bao nhiêu ngày holiday lớn uh, này kia thì uh, đây là dân da uh, đen họ nói họ muốn đưa cái này vô trong cái ngày tính ra là cái ngày mà holiday của Mỹ từ trước giờ thì cái ngày này thì họ chưa có tính là ngày holiday đó thì hy vọng là họ accept cho vô trong để mà báo về holiday của mỹ thì sẽ được cái thêm một ngày nữa ha đây là hộ chiếu từ trên đào xuống cho mình xem đã sao lúc lại đồng hàng ở Atlanta Georgia nha yeah. tin Atlanta Georgia here we go cái này là xin nhắc lại là, là không phải là biểu tình của về Jotline Matter đây là biểu tình về à, tháng 6 ngày mười chín đây nha nó tên là chung tin đó à, rally của ở trên nước mỹ mọi người đang xem đây là hình ảnh ở bên live trực tiếp ở bên chùa trà người ta đang biểu tình đi ngoài đường vậy đó, họ đi dọc đây là nằm ở trong à, cái khu mà à, gần của chính phủ rồi đao thao này nọ đó, mỗi khi mà họ biểu tình cái gì lớn đó thì đa số họ tập trung ở đao thao của mỗi thành phố họ đi ra biểu tình. Ok Ok đó là của đài NBC nha Hold on đợi họ chiếu quảng cáo một chút thì họ sẽ chiếu thêm cho mình biết thế okay nào Yeah we go Cái này là cái nhóm buổi sáng và họ nói giống như buổi chiều ngày hôm nay thì cũng có một nhóm buổi chiều họ sẽ đi biểu tình như vậy giống như buổi sáng thì trời còn mát đó họ đi một vòng như vậy buổi chiều thì họ sẽ đi một mớ theo như vậy nữa càng ngày càng đông ha hồi nãy thấy càng ít bây giờ càng ngày giống như a lot of people pull in rồi kìa càng nhiều thêm nữa There à, you go. Wow, quá lời đông luôn. Càng ngày càng đông luôn kìa. Yeah. Excuse people. quá trời nhiều luôn. Oh my god, càng ngày càng đông người nha. Chọc ở trong, đây là họ chiếu từ trên máy bay họ chiếu xuống đó. Wow, nhiều con đường khác nhau và rất là đông ha. Ok, đây là cái biểu tình của cái ngày lễ tháng 6 ngày 19 Tây Nga Ngày biểu tình mà à, nói về à, cái chuyện mà của à, hồi xưa nô lệ như, như thế nào như thế nào đó à, 155 năm về trước đó, tới ngày hôm nay Thì à, họ nói cái ngày này là cái ngày kỷ niệm nha Thì à, mỗi năm họ đều tổ chức như vậy Giống như thường ở bên... À, ở LA anh ta cho rồi ở Dallas rồi này kia họ có cái biểu tình như vậy đó ở biểu tình họ đi ra họ la lên này kia tùm lum đó la nhưng mà họ nói giống như cho biết là giống như cái ngày này là đánh dấu hồi xưa nếu mà không có ngày này thì sẽ không có uh, về cái chuyện mà giải phóng nô lệ này kia như vậy OK Michael hỏi là ở bên uh, bang uh, À, tiểu bang Florida nha. Hold on, real fast chút xíu nữa Andy mới lót vô được nha. Hold on. Ok, ngay bây giờ Andy sẽ lót vô trong system, sẽ check cho mọi người xem mỗi à, tiểu bang ở trên nước Mỹ mà những cái chỗ mà anh em hỏi đó như thế nào ha. Hold on, real fast. Mọi người xem đó chút nha. Get this thing out of the way. OK, uh, mọi người xem nha, đợi chút xíu để check vô đâu đó cái. Tặng đây nói luôn là ngày hôm nay em thì chỉ báo được cho mọi người biết là uh, uh, mỗi tiểu bang nó như thế nào, như thế nào thôi, chứ không có uh, thêm nhiều chi tiết, chỉ báo cho biết cái number thôi và cái số người bị nhiễm coronavirus là sao là sao, uh, nói vậy ha, không có báo uh, thêm chi tiết nha, hold on. Sẵn đây nói luôn là mọi người đang xem đó là cái cuộc biểu tình về tháng 6 ngày 19 Tây ở trên nước Mỹ mỗi năm họ tổ chức như vậy. Ok còn đây là của Andy sẽ check cho mọi người xem chuyện xảy ra ở về ở trên nước Mỹ về coronavirus à, tới ngày hôm nay như thế nào như thế nào ha. Hold on real we'll fast. Đây là của đài họ báo cho mình biết về coronavirus à, trước khi vô trong báo trong nước Mỹ thì đây là họ báo trên thế giới cho mình biết ha. Về coronavirus ngày hôm nay ở trên thế giới họ báo cho biết là có 457 à, 993 người đã bị chết vì coronavirus ở trên thế giới số người bị nhiễm coronavirus ở trên thế giới là có 8.645.837 người đã bị nhiễm coronavirus ở trên thế giới. Và số mà nước là tổng cộng là 213 nước trên thế giới đã bị nhiễm coronavirus. Còn riêng ở Mỹ không là có 2.276.937 người đã bị trúng coronavirus ở trên nước Mỹ số người chết về coronavirus ở trên nước Mỹ hiện tại ngay bây giờ là có 120.897 người đã bị à, chết về coronavirus ở trên nước Mỹ. số người mà hết bệnh à, coronavirus trên nước Mỹ á, là có 931.499 người đã hết bệnh nha. À, đây là của đài họ báo cho anh biết ngày hôm nay ở trên nước Mỹ à, như thế nào về coronavirus này kia. À, đây là họ nói cho biết á, ở trên nước Mỹ hiện tại ngay bây giờ đó có rất là nhiều tiểu bang đang nhiễm coronavirus đang tăng lên ở trên nước Mỹ thì à, đây là anh em nào hỏi ở tiểu bang nào thì anh đi chỉ đọc cho mọi người biết thôi không có lót vô cái system thì được cái lót vô system này nha à, chị sáu hỏi bên Florida Florida ngày hôm nay họ báo cho biết là cảnh báo đỏ ở bên đó số người bị nhiễm coronavirus bên đó đó À, đây là một trong những chỗ nó kêu bằng uh, top 10 ở trên nước Mỹ bị trúng coronavirus là Florida. Có 89.748 người đã bị nhiễm coronavirus. Bên đó số người bị nhiễm thêm nữa trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là 3.822 người. Số người bị chết vì coronavirus ở bên Florida là có 3.104 người. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm là 40 người. Đó là của chị uh, Sáu hỏi nha. Got it hỏi bên Florida Let me see nobody else in Florida Chị Sáu hỏi ở Florida à, uh, That's của mình uh, oh, My, Michael Fang cũng hỏi là bên uh, Florida nha Cái đó là của bên Florida Họ báo cho biết vậy thôi đó à, uh, Thomas Q viết xuống New York and uh, New Jersey sau rồi anh Ok Thomas uh, hỏi New York nha Let's check New York trước Let's see else. hỏi New York à, uh, Tony Nguyễn cũng hỏi ở New York nha Got it. Trương à, Chị Võ cũng hỏi ở New York Ok let me check anybody else That's all I got ở New York nha New York ngày hôm nay họ báo cho biết là rất là tốt bên New York không nằm trong cảnh báo đỏ bên New York nha Ngay bây giờ là họ nói cho biết là New York à, số người bị nhiễm coronavirus bên đó đó, hổng rài là có 408.426 người Ngày hôm qua không tăng thêm người nào bị nhiễm hết Còn số người bị uh, Bệnh uh, về coronavirus Ở bên đó mà chết luôn đó Hổng rài đó là có 31.092 người Ngày hôm qua không tăng thêm người chết nào hết Thì uh, that's a good news I think Ok that's in New York nha yeah. uh, yeah, Và Thomas Q Hỏi thêm ở New Jersey Let me see anybody else Hỏi ở New Jersey nha yeah. New Jersey Ok, that's all I got. Uh, New Jersey chỉ có Thomas hỏi. And oh, Lọc Nguyễn cũng hỏi ở New Jersey nha. Got it. Lọc Nguyễn hỏi ở bên New Jersey too. Uh, Lọc Nguyễn and uh, Thomas Q nha. New Jersey ngày hôm nay họ báo cho biết có 171.029 người uh, bị uh, nhiễm coronavirus. Bên đó số người bị nhiễm thêm em nữa trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là rất là mừng là không có. Số người chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là cũng không có. Số người bị chết hổng rai đó. Về coronavirus uh, thì có 12.927 người. Thì đó là vậy nha. Ok, let's see. Uh, chị uh, Kim Thị Nguyễn hỏi ở bên Massachusetts. Let me see anybody else in mass. Ok, có mình chị Kim thôi nha. Massachusetts ngày hôm nay họ báo cho biết là có 106.422 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua không có tăng thêm người nhiễm. Và cũng trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua không có tăng thêm người chết. Hổng ra những người chết vì coronavirus bên Massachusetts là có 7.770 người only. That's a very good one. À, sao đang hỏi ở Wisconsin? Hold on, let me see Wisconsin nha. Wisconsin ngày hôm nay họ báo cho biết là có 23.876 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua không tăng thêm người nào nữa hết. Số người chết vì coronavirus bên đó là có 719 người. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua cũng không có tăng thêm người chết ha. À, Sưng Nguyễn hỏi ở bên Hawaii, Ok, Hawaii, hiện tại ngay bây giờ Hawaii, họ báo cho biết là có 762 người bị nhiễm coronavirus bên đó, số người bị uh, chết vì coronavirus là có 17 người thôi, ngày hôm qua không tăng thêm người chết cũng không tăng thêm người nhiễm nha. À, hàng đang hỏi ở bên Texas, Hàng đang hỏi ở uh, Texas nha, yeah, hold on real fast, Then pull it up, uh, Texas. And uh, Utima cũng hỏi ở Texas nha. Yeah. Và uh, Hải uh, Phan cũng hỏi ở Texas. Uh, Texas ngày hôm nay họ báo cho mình biết về coronavirus uh, uh, Là họ nói biết là Texas là một trong những tiểu bang nó kêu bằng cold red ở bên Texas là cảnh báo đỏ. Texas hiện tại ngay bây giờ có 102 ngàn 821 người đã bị nhiễm coronavirus ở bên Texas 6 người bị nhiễm thêm nữa trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua Có 160 người Số người chết vì coronavirus ở bên Texas hổng ra là có 2.143 người Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua Tăng thêm 1 người nữa Đó là Texas nha yeah. Bình Thanh Võ hỏi ở bên uh, Idaho Let me see anybody else in Idaho Ok that's all I got Bình Thanh Võ nha, Idaho Got it. đấy em đi check nha Đợi nó update một cái Rồi biết thêm nha hôn Ok, update mới nhất của họ báo cho biết là có 3.743 người đã bị nhiễm coronavirus ở bên Idaho. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, không tăng thêm người nhiễm cũng không tăng thêm người bệnh ha. À, về không tăng thêm người chết số người bị chết ở bên Idaho về Corova chỉ có 89 người thôi 89 người thôi nha không có tăng thêm người nào nữa hết á Idaho Băng Nguyễn hỏi ở bên uh, Washington and Utima hỏi bên Washington nha Hold on I got this, Washington Washington ngày hôm nay họ báo cho biết ở bên đó, số người bị nhiễm coronavirus bên đó là có 28.028 người. Số người bị chết vì coronavirus ổn rài là có 1.248 người. Ngày hôm qua không tăng thêm người chết cũng không tăng thêm người bệnh ha. Ok, uh, Yutima hỏi thêm ở bên Alabama. Alabama, ngày hôm nay họ báo cho biết là cảnh báo đỏ bên Alabama. Số người bị nhiễm coronavirus bên đó là có 29.000 à, không lẻ hai người ừ, và trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm là 796 người và số người chết vì coronavirus bên đó hổm rài là có 822 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm là 12 người nữa đã xin Alabama nha à, Thanh Nguyễn hỏi ở bên Illinois Let me see anybody else in Illinois. That's it. À, John Tang cũng bên Chicago Illinois nha. Yeah. Ok, let me see. Chicago Illinois. And uh, Thanh Nguyễn nha yeah, ở bên Illinois. Got it. Illinois ngày hôm nay họ báo cho mình biết số người bị nhiễm coronavirus bên đó hổm rài là có 134.778 người. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua không tăng thêm người nhiễm cũng không tăng thêm người chết. Số người chết hổm rài về coronavirus ở bên Illinois là có 6.537 người. That's That's it. À, Thảo Thanh hỏi ở bên Elzon nè. on, let me go Elzon nè. Elzon nè, ngày hôm nay đó là của đài họ báo cho biết là cảnh báo đỏ ở bên Elzon nè. À, bên đó là một trong những mười uh, 10 triệu bang trên nước Mỹ bị nhiễm coronavirus rất là nặng. Số người bị nhiễm coronavirus bên đó hiện tại ngay bây giờ là có 689 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm là 3.246 người. Số người chết vì coronavirus ở bên Arizona là có 1.312 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm là 41 người. Arsenal xin Arizona ha. Huh? Diệu Trương uh, hỏi uh, dịch coronavirus uh, ở trên nước Mỹ. Ok, chút xíu nữa Andy sẽ báo cho những cái chỗ nào mà tiểu bang nào mà bị nặng nữa đó Andy sẽ báo cho biết nha. Bây giờ để báo chung cái này. Um, John Tang hỏi thêm ở India Indiana, India ngày hôm nay họ báo cho biết là một trong những top 10 bị coronavirus đang tăng ở trên nước Mỹ. India nè, ngay bây giờ họ nói cho biết là có 41.746 người đã bị nhiễm coronavirus ở trên bên India nè. Số người bị nhiễm thêm nữa trong vòng 24 tiếng đồng hồ là có 308 người. Số người chết vì coronavirus ở bên Indiana là có 2.516 người. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 24 người nữa. Đã xin Indiana ha. Ok. Um, Kim uh, hỏi ở bên uh, Ohio. Uh, Ohio như thế nào ha. Hold on. Update mới nhất bên Ohio họ báo cho biết là có 43.238 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Số người bị chết vì coronavirus ở bên Ohio là có 2.637 người đã bị chết vì coronavirus. Ngày hôm qua không tăng thêm người chết cũng không có tăng thêm người nhiễm bệnh ha. Ok, còn đây là những cái chỗ nó kêu bằng top 10 của trên nước Mỹ những chỗ nào bị nhiễm như thế nào đó. Andy sẽ đọc list từ trên xuống dưới, trừ ra những chỗ Andy đọc hồi nãy rồi ha. Pennsylvania hiện tại ngày hôm nay họ báo cho biết là có 84.951 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Số người bị nhiễm trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là có 159 người. Và số người chết vì coronavirus bên đó là có 6.499 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm 22 người nữa. Hold on nha, nó đang update lên một lần nữa. Mel lên số người bị nhiễm coronavirus bên đó là có 63.548 người. Số người nhiễm thêm nữa trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là có 319 người. Số người chết vì coronavirus bên đó là có 3.030 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm là 14 người nữa. À đây là những chỗ mà họ nói là kêu bằng cold red ở trên nước Mỹ đó, bị nặng này kia coronavirus cảnh báo đỏ đó. Và trên nhà họ báo cho biết là có 56.000 nha, 56.793 người đã bị nhiễm coronavirus bên đó. Số người bị nhiễm thêm nữa trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là có 555 người. Số người bị chết vì coronavirus xảy ra bên đó là có 1.602 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm 16 người nữa. Ok, à, đó là của đài họp báo nha. Để anh đi coi coi chỗ nào nữa nè. Minnesota, một trong những tiểu bang mà họ nói là cảnh báo đỏ ở bên đó. Right now, Minnesota hỏng số người bị nhiễm coronavirus. Bên đó là có 32.031 người. Số người bị nhiễm thêm nữa là có... 356 người, số người chết vì coronavirus hổng rài bên đó là có 1.393 người. Và số người bị chết thêm nữa trong vòng 24 tiếng đồng hồ là có 17 người. Ok, that's what we got. Missouri cũng là một trong những tiểu bang ở trên nước Mỹ bị nặng về coronavirus. Số người bị nhiễm coronavirus bên đó hổm rài là có 17.683 người và số người bị à, nhiễm thêm nữa trong vòng 24 tiếng đồng hồ là 498 người. Số người chết về coronavirus hổm rài là có 968 người, cộng thêm 22 người nữa trong vòng 16 tiếng đồng hồ vừa qua. Rhode Island Hiện tại ngay bây giờ họ báo cho biết là bên đó đang bị cảnh báo đỏ, bên đó số người nhiễm coronavirus ngay bây giờ đang tăng. à Rhode Island hổng rài là có 16.337 người đã bị nhiễm coronavirus trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 68 người nữa. Số người chết ở bên Rhode Island hổng rài là có 894 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 9 người nữa. Ở bên Rhode Island ha, à, Nevada. Nevada hiện tại ngay giờ họ báo cho biết là số người bị nhiễm coronavirus bên đó càng ngày càng tăng đó. Hổng rai thì bị nhiễm coronavirus là có 12.486 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm là 410 người nữa. Số người chết ở bên Nevada hổng rai là có 478 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm là 3 người nữa. Ở bên Kansas, Cảnh sát là họ báo ngày hôm nay là cảnh báo đỏ bên đó số người bị nhiễm coronavirus bên đó hổm rài đó là có 11.825 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm 82 người nữa số người bị chết vì coronavirus bên đó hổm rài là có 253 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm 2 người nữa. ok đó là tất cả những cái chỗ mà họ báo cho biết là cảnh báo đỏ bên đó nha hiện tại ngay bây giờ buổi sáng ngày hôm nay là bữa thứ sáu họ báo cho như vậy nhưng mà à, vào buổi trưa thì nó update lên khác nha ngay bây giờ là như vậy thôi đó ok hold on real fast let me check à, coi nó update cái gì mới nữa không nha đợi chút xíu nha OK, nó là vậy thôi ha, đó là vậy thôi nha. Tới đây thì uh, uh, Andy tạm ngừng nha. How on will fast? Uh, Andy đọc coi có ai hỏi ở thêm tiểu bang nào trong lúc còn giờ chút xíu nha. Nếu không có là Andy ngừng luôn đó. Uh, Long Trần hỏi how about Kentucky? Uh, Andy, OK please. Kentucky, let me go Kentucky. How on will fast nha. Yeah. Kentucky ngày hôm nay họ báo cho biết là không có bị trong cảnh báo đỏ nha. Số người bị nhiễm coronavirus bên đó hổm rài là có 13.197 người. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua không tăng thêm người chết cũng không tăng thêm người bệnh. Hổm rài bên đó chết chỉ có 520 người thôi. Đã xin Kentucky nha. That's what I got. Ok, it looks like uh, mọi người không có hỏi thêm nữa nha trừ ra Andy nhìn bị lag nhìn không thấy thì chỉ có vậy thôi đó. Ok, nếu vậy thì tới đây thì Andy xin tạm ngừng nha. Chậu sáng Jessica nha, Jessica trang giết xuống anh nhớ nói tin tức rất chính xác, cảm ơn anh nha không có chi nha. Ok, hay. tới đây thì Andy tạm ngừng. Oh how we fast đợi chút xíu nha, đợi chút xíu. À, đây là họ chiếu thêm cho mình xem về biểu tình hiện tại như bây giờ nó như thế nào không? À chút xíu nữa nào. đợi chút xíu nhà let me try to connect it in. đây là biểu tình rồi người ta phát biểu những cái gì những cái gì ở bên đó đó Ở à đây là những người biểu tình họ đứng lên rồi họ đọc lại những diễn văn những cái chuyện gì xảy ra hồi xưa nó như thế nào như thế nào như thế nào đó là vậy ha. Ok, tới đây thì Andy tạm ngừng nha. Có gì thì Andy hẹn gặp mọi người vào ngày mai, vào lúc 9 giờ sáng giờ của Dallas, Texas. À, là 9 giờ tối giờ Việt Nam nha, Nếu có tin gì dữ tận tối nay vào lúc 9 giờ tối thì Andy sẽ báo cho mọi người biết nha. Ok, tới đây thì Andy phải ngừng hiện tại ngay bây giờ. chúc tất cả anh chị em có một cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe. Thanks everyone. Bye, bye bye bye. Gặp sau chân nha. Bye bye. I'm out of time now. Bye bye.